những lưu ý khi bạn sử dụng si ho cho trẻ ho khiến bé mệt mỏi ho là báo hiệu rằng à, bé có thể bị viêm nhiễm đường hô hấp khi con ho bé luôn tất cả mọi thứ khi con ho bé không ngủ được bé sẽ không lớn được và bé sẽ mệt mỏi và sẽ dễ dàng bị ốm hơn do sức đề kháng bị tuyên giảm và quan trọng hơn cả mỗi đêm mà con ho tất cả các bậc cha mẹ đều cảm thấy xót ruột và ước gì mình ho thay con ước gì tất cả mọi vấn đề sức khỏe hãy đổ tất vào mình đây mình sẽ chịu thay con hết tất cả Đấy. thì đó là một cái tình yêu ba la của các bạn và cái việc của chúng ta gì ạ cần phải xử lý ho cho con nó là điều rất quan trọng chúng ta không thể làm thay được chúng ta không thể chịu thay cho con được và chúng ta chỉ có thể dạ à, học các kiến thức đúng để chúng ta xử lý cái tình trạng ho cho con thì đầu tiên bác đạt muốn chia sẻ với các bạn gì ạ? ho nó không phải nổi bệnh đó là một triệu chứng nó báo hiệu cho chúng ta biết rằng à con mình có thể bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn đường hô hấp ừ. và trong trường hợp bị virus đúng không? hoặc là bé ho do lạnh, ho do dị ứng thì chúng ta không thể sử dụng kháng sinh, không thể sử dụng corticoid hay kháng histamine vì chúng ta càng sử dụng thì cái tình trạng ho đó nó có thể nặng hơn và khó điều trị hơn ừ. và chúng ta có thể sử dụng là siro ho cho trẻ em đó là các cái bài thuốc dân gian đã có hàng nghìn đời nay do ông cha ta để lại và Việt Nam chúng ta là một đất nước à, có nhiều cái nguồn dược liệu quý và các bạn có thể sử dụng các cái siro ho từ thảo dược nó rất an toàn và hữu hiệu, hiệu cho con bạn thế thì cái cách mà chúng ta sử dụng siro ho là sao cho nó đúng tại vì trước đây à, các bạn thường dạng ví dụ con mình bị ho thì mình sẽ dùng à, một cái nắp đúng không ạ nó, nó có vạch đồng ví dụ 5 ml thì mình cho vào mình à, mình cho trẻ nó uống nó hết năm mươi cái ực cái hết ngày thì việc mình cho uống như vậy thì nó không có hiệu quả À, thì trước đây ý, chúng ta vẫn dùng cái siro ho như sau à, chúng ta lấy cái lọ siro ho ra đúng không ạ thì ở trên này nó có một cái vạch chia độ ở đây đúng không ạ một mil hai à, năm mil năm mil bảy năm mil mười mil và chúng ta uống như thế này ra mở nắp ra và chúng ta rót vào đây chẳng hạn 5 mil đúng chưa đấy và chúng ta uống ực hết 5 mil này đó là thói quen sử dụng siro ho trước đây và cả ngay bây giờ các bạn vẫn đang dùng như vậy thì cách sử dụng này nó cũng không sao cả tuy nhiên nó sẽ không mang lại cái hiệu quả cao nhất tại vì cái sido ho này nó là bài thuốc dân gian nó rất là quý giá đúng không ạ nó giúp bé gì ạ à, bổ phế và à, nó giúp kìm hãm các cái virus vi khuẩn nó đang bám ở các cái amidan và cái va như vậy cách uống sido ho đúng như này này chúng ta sẽ phải lấy một cái thìa đúng không cái thìa ăn cơm của mình ấy mình cho cái sido ho vào đây ở đây có một cái thìa đây bác đã có thể hướng dẫn cho các bạn chúng ta có thể lấy một lượng siroho nhỏ đây cái thìa hơi bé nhé nhưng mà đây bác đang có cái thìa này đây thì cứ dùng thôi đó các bạn cho một cái thìa này đấy và bạn cho con dùng siroho ấy thì mình sẽ nhấp thì cái việc mà mình nhấp từng chút một từng chút một như vậy thì một lượng siroho nhỏ nó sẽ đi vào trong ở trong cái amidan cái va nó bao một cái lớp ở trên cái va và cái amidan nó, nó giúp cho dạ, cái sức đề kháng của mình nó tiêu diệt các con con vi khuẩn và con virus thì khi mà chúng ta làm như vậy nó vừa dịu họng nó vừa ấm họng và nó kìm hãm vi khuẩn và virus phát triển cho nên cái việc mà dùng siro ho đúng cách ở đây là dạ dùng từng chút một từng chút một như vậy thì nó sẽ vô cùng hiệu quả với con bạn đặc biệt là đối với những bé mà ho nhiều về đêm khi ho thì em sẽ bế con em dậy đúng không ạ bế con dậy vì bế dậy thì nó sẽ đỡ ho rồi tại vì khi ho thì va nó viêm nó chảy dịch vào trong họng nó ho bế dậy con đỡ ho rồi và cho con uống cái siro ho này hoặc là uống nước ấm thì nó sẽ à, hỗ trợ và nó giảm ngay cái tình trạng ho đó và bé sẽ ngủ ngon trở lại đấy. thì đấy là lưu ý đầu tiên là cách sử dụng siro ho là như vậy à, cái lưu thứ hai này chúng ta không cần phải uống vào sáng trưa và tối đúng không em và cứ khi nào à, con mình có dấu hiệu khó chịu có dấu hiệu y ạch có dấu hiệu ho thì chúng ta có thể cho con uống được Nhá, có thể cho nó uống được và mỗi lần uống thì à, cho cái thịa vào cái thìa và uống như vậy. Và chúng ta lưu ý này, à, khi mà con mình có bất kỳ một cái dấu hiệu nào đó nó liên quan đến cái việc là bị dị ứng đúng không ạ? Thì chúng ta có thể ạ? À, cân nhắc không sử dụng hoặc là hỏi ý kiến của chuyên gia bác sĩ trước khi sử dụng loại siro ho đó. Tuy nhiên thì những cái siro ho thảo dược à, là những bài thuốc dân gian quý của Việt Nam nó đều có hiệu quả rất là cao và hỗ trợ giảm ho rất là tốt à khỏi cái tình trạng viêm họng VHA do virus hoặc vi khuẩn. Thì đây là một số lưu ý cơ bản nho nhỏ, nhỏ mà bác đạt muốn chia sẻ với các bạn để các bạn biết cách dùng cái si ho làm sao cho nó đúng có phần nào đó các bạn chưa rõ thì comment dưới video này bác đạt sẽ trả lời các bạn và có thể làm thêm video để trả lời các bạn các bạn đừng quên subscribe kênh youtube trương minh đạt trung tâm sức khỏe như khoa Seneca trên kênh có khoảng gần 800 video các bạn ạ 800 video đó là các phát đồ các hướng dẫn mà bác đạt đã tổng hợp và trình bày ở dạng dễ hiểu nhất Kênh YouTube của Bác Đạt đã hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con tăng cân tốt hơn, tăng chiều cao tốt hơn và dạng À, có sức đề kháng tốt hơn và không lạm dụng kháng sinh quan trọng nhất cả đó là ạ rất là nhàn và tiết kiệm rất là nhiều tiền rồi xin chào các bạn chúc các bạn xử lý và dùng siro ho cho con một cách hiệu quả và an toàn.